quả dừa này 2 đồng rưỡi thôi cô này. Đấy, 2 đồng rưỡi cô một quả đây. 2 đồng rưỡi. Đấy. Tại chợ của chợ Cuba đấy. Đấy đi là chợ mà ông anh bán dừa này chỉ có vài ba quả một mà được quả được chục quả dừa cả đoàn, coi như là vào mua anh không có dừa anh bán, anh gọi vợ ra phục vụ cả một quầy dừa mà không có nổi chục quả dừa đấy, khổ nghèo quá cả nhà, bã mồ hôi hột ôn nó Tao quanto tomo solo ella? 4. Fum. Fum survive. Quanto lo devi fare? Ghi nào? Quanto lei? Survive. Ah, sì, sì, sì. Cho nó 5 đồng 2 quả. Nhà mai kia. Đây, nhà mai 2 quả. Cầm đi, cầm đi. Anh đưa nó. Đưa lên đây tiêm muối. Cho vào hai quả giả cho nó 5 đồng. Uno. Phải tao uno solo. Hết mẹ rồi, uống cái loại đấy à? Uno, dos. Thôi đi mình giả dối đi ra ngoài ôm quả dừa đi, vợ đi vợ uống. Khổ quá. Cả một quầy dừa có vài quả dừa, hai vợ chồng đứng chồng thì chặt vợ thì ấy mà không có nổi vốn để mua đến có chục quả dừa, khổ quá. 2 đồng rưỡi quả đây cả nhà này. Đâu Quy quay ra đây. Quy quay ra đây. Đó, đấy. Dừa của em Quy kìa. Đấy, phải lấy quả nữa, phải về đấy. Em Quy. Đấy, có hai oi quả dừa ấy này. Đấy, sướng không? Đấy, hôm qua thì uống chua luôn. Quá đẹp. Đâu, quay cho chị cái. Đang quay. Đấy, mình đứng đây là mình bung cho chúng nó đấy. Đây cả nhà nhìn đây. Đây lại, lại ra tấm nữa rồi. Được 3 4 quả. Nặng hơn 3 nữa. Anh. Mang 3 nữa. Mang được 3 4 quả khổ thế. Chắc hết rồi. Sạch quá rồi.